tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Chào bạn. Thế hôm nay quay cái gì anh Thái? Lắng lóng thế này. Làm con lợn quay lứng siêu cay là bắt cháy một chiếc luôn anh Thái ơi. Cái này chỗ này bắt con heo quay lên bếp lửa hồng. Wow. Cả chúng tôi quay quần vui vẻ bên nhau, bắn ngồi bắn FIFA. Ngắm heo quay. Ngắm heo quay, lâu lâu làm nước con bắc. Ông ngon khó cưỡng. Nghĩ thôi ra thấy hay rồi anh Thái. Mày nghĩ thôi, mắc gì mày nhấc chai con bác của anh bỏ mồm mày vậy? Thế giờ con phải lại làm cái gì anh Thái? Làm mày bơi đi anh Thái. Con đoạn nào cái nhà gỗ này này. Em thấy chỗ này còn rộng phê đây. Bây giờ mà làm một cái bể bơi chỗ này nhá. Rồi mua một tạ hoa quả về thả xuống. Trời nắng lắm thế này, nghĩ trời đã trời. Thôi còn hớp để tao đi mày. Thôi không phải nghĩ đâu, ý này rất là hay. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển luôn, nghĩ tí nữa là cạn chai nước tăng lực con bác của anh. Làm gì cũng phải ký để em vẽ bản thiết kế bể bơi chỗ ạ. Viết vẽ nữa hả? Đâu? Xong chưa? Đâu rồi, các bạn xem nào. Mày vẽ cái gì đây? Vừa rồi cả team thống nhất làm bể bơi. Mày vẽ cái cầu toán làm gì ở cái thằng đầu đất này? Đúng rồi. Thôi được rồi, vẽ được, xem đi. Mình làm cái bể bơi đơn giản thôi. Bây giờ, một thằng đi với anh đi ra chợ mua bạt và mua cái ô về để che nắng che mưa. Em đi cho Thắng đi với anh đi để bê được. Còn một số thằng sẽ đi ra quán, đi ra xưởng gỗ mua mấy cái tấm pallet gỗ về để làm cái thành bể bơi, được chưa? Thế để em lên làm anh Thái nha. Đi. Số còn lại ở nhà dọn dẹp hết cái lề này đi để cho sạch sẽ, để cho cái bể bơi không bị rách nhá. Rồi làm luôn đi. Five minutes later. Ok, nào, đi thôi. Ô, mấy đứa dọn chưa xong à? Chưa. Ôi, ai bảo hôm nọ bày ra đây, bây giờ lại phải bày ra kia. Thôi, giờ anh em mình sẽ vào hộ mấy đứa nhỏ một tay nha các bạn. À, nhà Thắng ơi, để đồ ra đây á. Rồi, cái ô này để tí nữa, khi mà trời nắng lên ấy, thì chúng mình sẽ mở cái ô lên, coi như là cái bể bơi bọn mình sẽ có mái che nha các bạn. Thì không che hết bể bơi, nhưng mà che một phần thôi. Mấy đứa thì ở trong bóng râm cũng được, hoặc là bơi ra khỏi chỗ nắng để tắm cho nó mát nha các bạn. Thôi, để tao giúp một tay. Đâu chú biết. Thôi mấy đứa gỡ cái sắt này xuống đi mấy đứa ơi. Cái bọn này bỏ cái sắt xuống để trèo lên xe chú làm gì? Đi thôi. Hỏng xe bây giờ. Đi đâu em ơi? 200.000 một tiếng. Trước sơn xe của tao đấy. Đùa. Trước sơn là nguy hiểm. Sơn màu gỗ nha các bạn. Rất là chân thật đấy. Khanh xuống mấy đứa, khanh xuống. Khanh xuống nào. Mình order thêm một tay to nữa để khanh. Đấy, còn mấy đứa nhỏ này thì cái này quá sức với bọn nó các bạn ạ. Để em gần chỗ. Ui lặng chút. Ui. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lấy sắt để làm bể bơi luôn nha các bạn. Lấy cái làm cái thành luôn cho nó chắc hơn gỗ gấp vạn lần luôn. Nhờ. Vâng. Đỡ phải mua dây sắt luôn các bạn ạ. Thế bây giờ hàn thôi anh đấy. Mấy đứa không có hàn được đâu. Cái hàn xì này rất là khó, cho nên mình sẽ thuê một chuyên gia editor về để hàn xì nha các bạn. Không phải rơi đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ bước tiếp theo sẽ là phủ cái lớp bạt lên để chúng ta cho nước vào nha. Nhưng mà tại vì cái khung này nó rộng quá ấy các bạn, thì bây giờ sẽ phải chằng thêm dây vào để chốc nữa bơm nước vào cái bạt nó không bị phồng quá là nó rách ra các bạn ạ. Đấy, mấy đứa vào trong nhà kho lấy dây trâu đây cho anh nhanh ấy. Vâng. Còn mấy đứa vào nhặt bớt cái đinh ra mấy đứa ơi. Đấy, như cái này mình nhặt bỏ ra ngoài không rồi chốc nữa để xuống là nó rách để rách bạt ra nha các bạn. Thôi đập cái nước cũng được. Nhặt đi em. Đây nhặt mấy cái này nhặt đi nào. Nhà anh Thái có mỗi cây cam mà mày nhổ đi thế à? Đây có cây nữa này. Mai tao trùng lại cho. Bây giờ mình sẽ lấy dây trâu mình buộc cái bể bơi cho chắc nha các bạn. Sợ mình cho cái bạt cho nước vào nó bị tràn ra các bạn. Chắc nghịch luôn các bạn ạ.
Giờ tiếp theo nào. Buộc các góc vào nhau mọi người. Buộc chặt vào các hàng nha, không tí mất công buộc lại đây. Sẽ buộc cái, mình sẽ buộc chắc chắc cái dây này vào nha các bạn. Rồi xong. Không mấy mày sang mày hộ tao đi. Chứ tao con trai như thế này, tao lại chân nhét tay yếu mà. Là cái gì? Chân yếu tay mềm. Mất công buộc lại đây. Thế mày đi ra một bên để tao buộc cho. Còn đây nào nữa để bà bù hết chưa? Còn ghế chưa? Ghế chưa? Còn tao nữa. Còn tao nữa. Buộc càng dày, càng tốn dây nha các bạn. Bù hết số dây lẻ bọn mình bắt đầu căng bạt lên nha các bạn. Chắc chắn cho mình đó. Chắc chắn rồi anh ạ. Tuy nó hơi lằng thằng lòng hoằng nhưng mà thôi cũng được. Tí nữa mình sẽ phủ cái bạt này lên. Bây giờ mấy đứa cùng nhau giải bạt lên ra nào. Chân này mình buộc túm vào cho nó chắc chắn nha các bạn nhé. Kèm bằng dây dứa luôn nha các bạn. Sắp có bể bơi tắm rồi nha các bạn nhé. Nghĩ mà thấy phê. Một chân chắc chắn rồi nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ bắn vít nha. Chắc để anh bắn vít rồi nha. Vâng. Được. Ông tiếp theo Thảo ơi. Để nước làm bể bơi. Được chưa mấy đứa? Được rồi anh ạ. Nó hơi bồng bềnh này tí nhưng mà tí nữa bọn mình xả nước lên ấy thì nó sẽ căng ra các bạn ạ. Đấy, vừa đẹp luôn. Rồi bây giờ chắc xả nước được rồi chứ hả? Vâng. Bật nước đi Vinh ơi. Có mạnh không? Ôi. Ôi. Đưa vào đất cái tay ra. Cái gì đó là tắm bể bơi này chết dở rồi. Cái vòi kia yếu quá các bạn ạ. Nhìn thêm cái vòi nữa. Rồi, bơi nhanh. Đây, bọn mình cố gắng chế thêm một cái vòi hoa sen nha các bạn. Dù bể bơi nát vẫn có hoa sen. Đấy. Bể bơi dù nát vẫn phải có tiện nghi. Đấy, đây là cái vòi hoa sen để tắm. Vòi hoa sen. Bật chưa? Đấy. Chất như nước cất luôn. Đấy, bể con nát thì vẫn phải có cái đồ tiện nghi để mình cho nó tắm cho nó mát nha các bạn. Mọi công tác chuẩn bị đã xong nha các bạn. Bể bơi đã cuối rồi. Thế bây giờ trước khi vào bơi thì cả Tem đi tắm tráng các anh nhờ. Vâng. Ui giời, anh Thái sợ cái gì? Cách đây 7 ngày em tắm rồi. Anh khỏi lo đi. Vì anh Đại đây thật là bẩn thỉu đó hả? Tại hạ đây mới không tắm có 3 ngày thôi mà mùi hôi nước bốc ra mấy chục km rồi đây này. Oh my god. Ui, anh Đại quá thật là Nói chung là bọn mày bẩn giống nhau. Bẩn có quy mô, bẩn có tổ chức. Đi tắm hết đi. Tao bẩn bên đâu, mày còn hôi hơn bọn nó. Nói chung là không phải cái việc mấy sư huynh, mấy sư muội bẩn thỉu ở đây, mà là chúng ta đi tắm tráng, thứ nhất là để cho cơ thể nó làm quen với nước. Bọn này nó chơi ngoài kia bẩn hết rồi, cũng là một phần là bẩn đấy các bạn ạ. Tắm mồ hôi các thứ rồi đi vệ sinh nữa thì nhảy ở đây, tại vì trong này có rất là nhiều đồ ăn đấy các bạn, trái cây, nước bọn mình lấy từ giếng ra nước sạch nha các bạn, nên là cứ đi tắm tráng cho nó sạch sẽ nhá. Thế trước khi tắm thì anh Thái cho bọn em uống nước tăng lực compact để có bản lĩnh tắm cho nó bon nào. À, tắm mà cũng phải bon nữa hả? Thôi bây giờ đi xuống bể bơi lấy nước tăng lực tăng compact. Đi tắm tráng thôi anh. Thôi bây giờ thế thì tí nữa đi tắm tráng xong xuống bể bơi uống nước tăng lực compact nhá. Vâng. Rồi đi tắm tráng đi mấy đứa. Rồi bây giờ mấy đứa ơi lên nhà. Bây giờ mình sẽ nói cái lý do vì sao mình làm cái cửa kia nó to nha. Đi ra đây. Đấy các bạn, đây chính là lý do vì sao mình làm cái cửa gỗ, mình làm cái cửa sổ nó to hơn cả cái cửa chính. Đấy là mình nói là nếu như cái bể kia nó chưa bị vỡ, chứ bây giờ bể nó lứt ra rồi mình nhảy xuống là toang luôn các bạn ạ. Thôi đây là cho mình đưa xuống từ từ thôi nhá. Vâng. Để cho mọi người đều được tắm nhá. Để em nhẹ nhàng cho. Ừ, nhẹ nhàng tình cảm thôi em nhá. Em nhẹ nhàng nhất trong game.
Nào bây giờ của từng người số 1 thôi, bình thường thôi em ơi, không à. Cái này là bây giờ nó thành bể bơi nát thịt bét rồi đấy. Đi nào mày ơi. Ừ, nhanh nhanh tình cảm với nhá. Đi nào ơi. Ờ. À rồi, không thèm có động tính gì luôn. Đây nhanh nhanh này. Ờ. Wow, rung lắm. Nhanh nhanh nhá. Ờ, nhanh nhanh thôi em ơi. À, trời ơi. Nhanh nhanh thôi, nhanh nhanh thôi. Đi thôi. Chậm chậm thôi. Ôi chậm thôi, chậm thôi. Long ơi, từ từ thôi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Lấy nước tăng được công tắc của các bạn ơi. Mình uống vị cherry đó ạ. Mình uống vị táo xanh. Mình uống vị kiwi vàng nha các bạn. Mình uống đi. Mình uống vị táo xanh nha các bạn. Ngon khó cứng nha các bạn. Quá đá. Trời đất, bây giờ đang uống rồi. Nó còn quá đá nữa. Thôi uống đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong này. Mình tắm nhà vừa rồi mình sợ là nó bung ra. Bây giờ có thêm 52 cân thịt và không biết là chắc nó không sao đâu nhỉ. Nhớ thì uống tự do nhưng mà ăn thì xem ai ăn quả gì nhá. Yeah. 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 Nhớ thì được chọn. Yeah. Yeah. Thảo ơi. Nào nhanh lên. Nào ở dây đây mấy đứa. Gì? Em ăn quả gì nói luôn. Em chọn quả này. Thì mấy đứa tao sẽ không ăn quả ấy nữa nhá. Khi nào mà chọn hết lượt thì sẽ quay trở lại. Em nào. Chọn như anh nhỉ. Ừ, chọn em đi. Chọn quả dưa. Em này quả gì? Em chọn quả liệu đi. Quả liệu rồi, tiếp là đến nứa còn lại nào. Chết rồi, mình sắp chết đói à. Ui, mình ăn xoài. Cái này là một quả. À không. Một quả hơ. Không thích, mình ăn cái này nha các bạn, mình ăn. Chọn có gì chọn luôn. Em ăn quả đá. Ờ, tiếp em ăn quả đá. Em ăn đi, em ơi, em ăn nhiều. Ăn táo, rồi. Rồi, vừa ăn đây, ngồi đây, ùa. Ôi bể bơi vô cực này các bạn ơi. Ôi cha chú ơi, bể bơi vô cực này. Này các bạn ơi, nhìn cái này sắp nhà y như bể bơi ấy. Và mình ăn xong rồi, uống nước xong rồi mình sẽ bơi trong cái bể bơi vô cực này nhá các bạn. Để em bơi nhá. Bơi này bơi. Bây giờ mình sẽ bơi nhá. Bơi nào lặn bơi à. Xem ai lặn lâu nhất thì sẽ được một thùng nước tao được có bắt. 1 2 3 4. Bây giờ anh đếm nhá. Nào, tí sẽ vòng sau nhá. Nào, ai lên 1 2 3 sẽ loại hai người một vòng. Nào. 1 2 3. Rồi, cuốn thắng rồi. Còn hết việc hơn nhé. Thôi bây giờ anh vòng đứa đi, vòng đứa nào. Tâm vàng anh ăn. Ôi, phải đáng hồi sinh mà không ai hồi. Trường sinh bất não thì cũng không á. Phải ăn thịt tựa đường tăng. À. Cái đường tăng đâu? Đường tăng đâu? Chơi rồi, đúng rồi, mát rượi luôn. Chồng cây chuối đỉnh cao thế nhở? Đô này đến đây là kết thúc rồi nha. Thì bể bơi này mình đầu tư khá là nhiều công sức và tiền bạc để mua sắt, mua bạt để làm bể nhưng mà vẫn không thành công, vẫn vỡ như bể gỗ các bạn ạ. Tại vì lần này bọn mình cho lượng nước nhiều quá. Các bạn hãy ủng hộ cho mình để bọn mình cố gắng hoàn thiện ở những video sau nha. Thì
like, chia sẻ video thật là nhiệt tình cho bọn mình nha. Còn các bạn nếu mà muốn uống nước tăng lực compact mua về uống thử, ngon khó cưỡng, nghiền giống bọn mình luôn đấy. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ chia sẻ cho mình thật nhiều nha, bye bye các bạn. Bye bye.